Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 02/2019 QĐ-TTg ngày 8 tháng 1 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 11/2017 QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời. Trong đó nêu rõ việc huy động các đối tác xã hội hóa cùng hợp tác phát triển năng lượng tái tạo là giải pháp vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư, góp phần giảm sức ép cho ngành điện, vừa cung cấp thêm những lựa chọn tối ưu về điện năng cho khối doanh nghiệp và nhân dân. Trên cơ sở này, vừa qua EVN Hà Nội và Tập đoàn Sơn Hà đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển điện mặt trời áp mái trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo thỏa thuận này, EVN Hà Nội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật và tạo điều kiện hỗ trợ lắp đặt, nghiệm thu, đấu nối công tơ hai chiều khi doanh nghiệp triển khai vận hành. Đồng thời, Tập đoàn Sơn Hà cũng đảm bảo chất lượng tại các dự án, cung cấp thiết bị và các giải pháp kỹ thuật phù hợp các tiêu chuẩn do Bộ Công Thương ban hành. Hợp đồng ký kết giữa EVN Hà Nội và Tập đoàn Sơn Hà được kỳ vọng sẽ là tiên phong trong xây dựng mô hình hợp tác tiêu biểu giữa EVN và các doanh nghiệp tư nhân mang sản phẩm điện mặt trời áp mái ít nước lợi nhà phổ cập đến từng hộ dân, văn phòng, nhà máy.